tập 17. Lớp lớp non xanh, lớp lớp lầu. Tây Hồ ca múa đến bao lâu? Quá ra ý nghĩa của nó chính là như vậy. Nghĩa là sao? Quỳnh phát hiện ra điều gì thế? Để chút nữa ta nói cho cô biết. Trung Vũ Lâu chúng ta đột nhiên gặp phải biến cố lớn, bị tàn sát khắp nơi. Những người còn sống như chúng ta phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ được Trung Vũ Lâu, để Trung Vũ Lâu trường tồn trong giang hồ. Dạ. Lùi xuống hết đi. Dân tướng Quỳnh, thưa quan hải công tử, ngày quá, hai ngày nay đã làm phiền Quỳnh nhiều rồi. Quỳnh nói gì thế? Trong tình hình Trung Vũ Lâu đang gặp muôn vàn khó khăn, các vị có thể đến Trung Vũ Lâu của ta, tại hạ đã cảm kích muôn phần rồi. Quỳnh khách sáo vậy sao? Dân tướng Quỳnh, ta đã xem phía sau núi chỗ các Quỳnh như có một tòa tháp, đúng là vô cùng đặc biệt. Không biết ta có cơ hội đến xem thế nào không? Đó là lầu cất giữ sách của Trung Vũ Lâu chúng ta. Thực ra Trung Vũ Lâu là nơi sáng lập ra môn phái chúng ta, từ trước đến nay thánh địa của chúng ta. Vậy nên quy định của môn phái là người ngoài không được bước vào đó. Ra là vậy sao? Thực ra nếu là nơi sáng lập môn phái thì Trung Vũ Lâu các Quỳnh không nên gọi là Trung Vũ Lâu mà là Trung Võ Tháp mới đúng. Ta cũng từng hỏi sư phụ ta như vậy. Sư phụ nói với ta là nơi đó vốn là một lầu khác, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà chỉ một đêm đất đai bỗng trở nên khô cằn. Sau đó họ mới bắt đầu xây một tòa tháp ở chỗ cũ. Quá ra như vậy sao? Đi thôi. Làm gì thế? Không lẽ Quỳnh thích thử đốt đột tá câu sao? Thì đưa cô đi làm gì xấu xa mà. Đi nào. Quỳnh đưa ta đi đâu thế? Mình mối chúng ta cần tìm có lẽ ở trong tòa tháp này đấy. Nào đi thôi. Sao Quỳnh lại xông vào thánh địa của Trung Vũ Lâu chúng ta? Dân tướng Quỳnh, tại hạ không hề có ý định xông vào thánh địa của Trung Vũ Lâu các Quỳnh đâu. Chỉ là làm theo mệnh lệnh của mẫu thân ta thôi. Đến Trung Vũ Lâu lấy một thứ. Mẫu thân của lại thượng quan tiên, có gì để chứng minh không? Tử mẫu Lâm Phùng Hoàng, chuyển môn đầu tiên của Trung Vũ Lâu, đệ tử Trung Vũ Lâu. Bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Chuyện này, dân tướng Quỳnh, đây là năm đó sư tổ sáng lập nên Trung Vũ Lâu bị kẻ địch truy sát, may mà có thượng quan ban chủ cứu giúp. Kể từ đó Trung Vũ Lâu thầy rằng sẽ trung thành với Ban Kim Tiền, trở thành môn phái dưới quyền Ban Kim Tiền. Nhưng chuyện này chỉ có truyền nhân Ban Kim Tiền và Trung Vũ Lâu biết được mà thôi. Những năm qua Trung Vũ Lâu rất hiếm khi xuất hiện trên giang hồ, mục đích là để bảo vệ vật trấn của Ban Kim Tiền. Quá ra là thế. Chỉ là tại hạ không hiểu một chuyện. Thiếu chủ sao có thể biết được bí mật ở trong tòa tháp này? Mẫu thân tại đây là một túi gấm. Trên túi gấm có một bài thơ. Lớp lớp non xanh lớp lớp đầu, hồ ca tây múa đến bao lâu. Câu đầu tiên của bài thơ này chính là bố cục của Trung Vũ Lâu. Còn tòa tháp này chính là lớp lớp đầu trong bài thơ. Còn câu thơ tây hồ ca múa đến bao lâu, thank you.
khi ta kết hợp với các công sức bên trong chiếc chuông gió kia thì chính là bài Dương Châu Nạm của thi nhân Khương Quyền thời nhà Tống. Từ bài này miêu tả Dương Châu nhưng lại rất phổ biến ở Tây Hồ, và đó cũng chính là câu thứ hai của bài thơ Tây Hồ ca múa đến bao lâu. Thiếu chủ, chúng là quan sát rất tin tưởng. Từ lúc ta hiểu chuyện đến giờ, đến đời của ta đã bảo vệ nơi đây suốt ba đời rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, chúng ta vẫn luôn chờ đợi truyền nhân của nhà Thượng Quan đến lấy thứ mà chúng ta bảo vệ bao đời nay. Đến nay cuối cùng đã chờ được thiếu chủ rồi. Ta thay mặt mẫu thân ta cảm tạ các vị. Thiếu chủ quá lời rồi. Vậy xin hỏi, rốt cuộc bảo vật Trung Vũ Lâu bảo vệ là thứ gì vậy? Thiếu chủ, trước khi ta nói cho Quỳnh biết thì Quỳnh phải đồng ý với ta một chuyện. Quỳnh nói đi. Quỳnh không thể nào giao bảo vật này cho người ngoài ban kim tiền được, và cũng không thể nào đưa phương pháp sử dụng cho người khác được. Nếu đã như vậy thì ta xin phép quay về trước. Thái Nguyệt, Giang Tuấn Quỳnh, Quỳnh không biết, thực ra ta và Thái Nguyệt cô nương đã từng quyết định làm chuyện chung thân đại sự rồi. Nàng ấy là vị hôn thê tương lai của ta đấy, cũng chính là người của ban kim tiền. Ta tin đây không phải là coi như phá quy định đấy chứ. Nếu đã như vậy thì ta xin chúc mừng hai vị trước. Ta sẽ nói manh mối cho hai vị. Đây chính là cây sáo trúc do đại sư Tây Dực làm nên tòa tháp này làm ra. Trong tháp này có những cơ quan về âm luật, phàm là người cầm cây sáo này có thể thổi ra âm thanh thì mới có thể tiếp cận được các cơ quan bên trong. Bên cạnh đó sẽ mở được cửa tháp, nhưng cửa tháp có cửa sinh mà cũng có cửa tử. Nếu mở phải cửa tử thì sẽ khởi động cơ quan bên trong. Một khi cơ quan bắt đầu khởi động thì sẽ không thể nào dừng lại được. Nếu khởi động phải cửa tử thì cũng phải cố gắng đến cùng, như vậy mới có thể mở được cửa sinh. Tiếp theo đây phải xem bản lệnh của thiếu chủ rồi. Vì làm thế nào mới có thể và mới được cửa sinh đây mà không phải là cửa tử? Nếu có thể làm cảm động tòa tháp này, cảm động tháp âm nhạc sao? Đúng vậy. Năm đó đại sư xây dựng nên tòa này đã nói rằng chỉ có âm luật động lòng người mới có thể biết được bí mật bên trong tháp. Ta hiểu rồi. Cảm ơn huynh. Thiếu chủ hãy bảo trọng. Mời. Được. Sau này nếu huynh nói lung tung nữa thì ta sẽ không có sáo với huynh đâu. Chẳng trách từ nhỏ mẫu thân ta bắt buộc ta học thổi sáo, đúng là có tác dụng thật đấy. Chuyện này có khó gì chứ, ta cũng biết mà. Cô làm gì thế? Cô không nghe Giang Tấn Quỳnh nói sao? Một là cửa sinh, hai là cửa tử đấy. Vậy thì làm sao đây? Vậy thì để ta đi trước. Nếu chạm được cửa sinh á thì mọi người đều vui vẻ, nhưng nhỡ đâu chạm phải cửa tử thì sao đây? Vì lúc đó chúng ta sẽ mất mạng đấy. Quỳnh cứ yên tâm thổi sáo đi, ta sẽ bảo vệ cho Quỳnh. Được. Tiếp tục đi.
Bản đồ kho báu, tìm được rồi. Chỉ vẽ mấy ngọn núi nghĩa là sao đây? Không chữ viết gì cả. Thế thì đâu chẳng giống nhau. Không vẽ sai đấy chứ. Thôi kệ đi, chúng ta cứ cầm về trước đi. Thái Nguyệt, hay để ở chỗ cô đi, ta sợ làm rơi mất. Thôi, ta tin huynh mà. Cô tin ta sao? Đi thôi. Nhưng ta không tin bản thân mình mà. Nhỡ đâu ta làm mất thì sao đây? Nữ nhân đúng là nghĩ một đằng là một nẻo mà. Trung Vũ Long, trước mắt triều đình đã dán lệnh truy nã thiếu chủ, chỉ danh nghĩa là đạo tặc trên dưới cả nước rồi. Giờ hai vị ra ngoài chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm. Chi bằng hai vị ở đây đi, đợi nguy hiểm qua rồi thì tiếp tục đi không muộn mà. Dân tướng huynh, cảm tạ sự quan tâm của huynh. Ta muốn ở đây tiếp tục nhưng mà làm phiền huynh rồi. Có điều ta vẫn còn một việc khác ta cần giải quyết ngay. Huynh không cần lo lắng chúng ta đâu, chúng ta nhất định cẩn thận mà. Sau này chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại. Xin cáo từ từ đây. Bảo trọng. Vậy chúng ta đi đâu tiếp đây? Tình nhân trại. Tình nhân trại. Tình nhân trại. Đúng là một cái tên đặc biệt. Chẳng lẽ đây chính là nơi để những người có tình được đến với nhau sao? Kỳ lạ quá. Mọi người có phát hiện ra những cô nương ở đây đều ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp không? Hình như họ đang có chuẩn bị gì đấy. Cô nương, chào cô. Tôi muốn hỏi cô nương một chút chuyện. Nơi đây của các cô có phải có lễ hội gì không? Sao cô nương nào cũng ăn mặc xinh đẹp như vậy? Sắp đến lễ thất tịch trong thôn của chúng tôi rồi. Chúng tôi đều mong rằng có thể tìm được một lên quân như ý, giống như quân vậy đó. Cô đừng có nghĩ nữa, trong lòng quân ấy có người khác rồi. Cái gì mà hừ chứ? Nếu chúng ta đã đến tình nhân trại này rồi thì nhanh chóng tìm một nơi nghỉ chân thôi, tiện thể tham dự lễ tình nhân này luôn. Nói đi nói lại chẳng phải vì cô ta sao? Được. Có điều ta lại đồng ý ở thêm vài hôm nữa để chơi cho thỏa thích. Đi thôi. Nào, đi. Một ngôi làng trọng thế này, sao ngay cả một nhà trọ không thấy chứ? Xem ra ở đây giống như là thế ngoài đồng nguyên rồi. Không có người tới đây, tất nhiên là không có nhà trọ gì đó rồi. Ta đề nghị tìm người trong thôn hỏi xem sao. Không biết chừng họ cho chúng ta ở nhà một thời gian đấy. Được. Chào đại nương. Chào mọi người. Có chuyện gì không? Đại nương, mấy người chúng tôi lưu lạc đến nơi đây, tạm thời vẫn chưa tìm được nghỉ chân. Không biết đại nương có thể cho chúng tôi ngủ lại một đêm được không? Người phương xa đến đều là khách cả. Nếu có gì không chê thì cứ nghỉ lại chỗ của ta đi. Vậy thì cảm ơn đại nương. Đừng khách sáo như vậy. Tốt quá rồi, cuối cùng chúng tôi có nơi nghỉ chân rồi. À phải rồi, tôi muốn hỏi thăm một chút, trong tình nhân trại này có ai tên là đại sư Hồ Điệp không? Có thì có, nhưng mà tính tình người này rất kỳ lạ, chỉ có ông ta đến tìm người khác, chứ người khác không thể nào tìm ông ta được đâu. Cho dù có tìm được nơi mấy ở thì ông ta không thể nào cho người khác bước chân vào đâu. Kỳ lạ như vậy sao? Công tử xem, trời cũng đã buồn rồi. Hay là ngày mai ta sẽ đưa mọi người đi cùng, mọi người thấy thế nào? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thế này đi, giờ chúng ta nghĩ là nhà đại nương này một đêm. Được. Cảm ơn đại nương. Tình nhân trại của chúng tôi đã lâu rồi không có người ghé thăm. Lầu 2 có rất nhiều phòng, lầu 1 cũng có. Mọi người yên tâm ở lại đi. Đói bụng quá. Vậy giờ ta sẽ chuẩn bị mấy món cho mọi người. Mọi người cứ gọi ta là Trương Thẩm là được. Vậy làm phiền Trương Thẩm rồi. Trương Thẩm, Thẩm xem chúng ta có thể giúp cho Thẩm được chuyện gì không? Ta có thể giúp. Ta lấy nước giúp Thẩm nhé.
Ta sẽ chặt củi. Ta có thể giúp thẩm thái đồ ăn. Nhìn ta cái gì chứ? Ta không biết làm gì đâu. Không sao, không sao. Khả khả, nhóm lửa khá đơn giản đấy. Bộ có thể nào nhóm lửa giúp ta không? Nhóm lửa, ta thấy Quỳnh là muốn bốc quả rồi. Đây là cái gì thế? Ta không làm nổi đâu. Quỳnh đừng vội mà, ta giúp muội. Nào. Đại thẩm trở về rồi sao? Cô đường mà áo trắng kia thật xinh đẹp, rất giống con gái của ta. Nếu con gái ta còn sống thì cũng tầm tuổi của nương ấy rồi. Đáng tiếc là giờ chỉ còn mình ta sống thôi. Lẽ loi cô quạnh một mình. Thẩm ơi, Thẩm đừng buồn như vậy nữa. Thẩm xem, thời gian này chúng tôi ở bên cạnh Thẩm mà. Thẩm có thể vui lên và coi chúng tôi như con gái của mình vậy. Trương Thẩm, nếu Thẩm cảm thấy Thái Nguyệt cô nương rất giống con gái của mình, mà Thái Nguyệt cô nương cũng không có cha mẹ nữa, hay là Trương Thẩm cứ nhận Thái Nguyệt cô nương là con của Thẩm đi, cũng coi như là một chuyện tốt. Ta cảm thấy cái này rất hay đấy. Hay thì đúng là hay rồi, nhưng theo tính cách của tỷ tỷ thì... Đại Thẩm, hay là thế này đi, ta gửi cho đại nương một chút. Có ai không? Hồ Điệp đại sư. Hồ Điệp đại sư. Sao vậy? Đi thôi. Trương Thẩm, Thẩm sao vậy? Rốt cuộc là sao vậy? Là thế này. Trương Thẩm vốn có một nữ nhi, tuổi cũng tương tự tỷ, nhưng khi còn nhỏ đã bị người khác bắt đi mất, cho nên hiện tại cứ nhìn thấy tỷ thì lại càng cảm thấy nhớ con gái của mình. Trương Thẩm, ta nghĩ Thẩm không nên buồn như vậy nữa. Nếu con gái của Thẩm vẫn còn thì chắc chắn cô ấy cũng không hy vọng là nhìn thấy mẹ của mình lại buồn và khóc như vậy đâu. Nữ nhi đáng thương của ta, rốt cuộc bây giờ cô đang ở đâu vậy? Ta có một ý này đây. Hay là tiếc cô nương, hay là cô cứ nhận Trương Thẩm là mẹ đi. Như vậy có thể bù đắp được nỗi khổ mất con của Trương Thẩm rồi. Đúng đó tỷ tỷ. Tỷ nói từ nhỏ tỷ mơ côi mẹ. Nếu hiện tại nhận được Trương Thẩm làm mẹ thì không chừng là một chuyện tốt đấy. Đừng nói lung tung nữa. Chuyện này đâu phải là chuyện đùa đâu. Thái Nguyệt cô nương, chẳng lẽ cô không muốn sao? Trương Thẩm, thật ra ta cũng không biết nên nói thế nào nữa. Khi ta còn nhỏ, cha mẹ ta, cả nhà đều bị người khác giết hại hết rồi. Thậm chí là ta còn không nhớ được trông họ như thế nào nữa. Càng không nhớ được khi ta ở bên cạnh họ có cảm giác gì nữa. Cho nên là nếu Thẩm nghĩ là mẹ của ta thì ta không biết được nên sống thế nào với Thẩm đây. Thái Nguyệt, đứa bé đáng thương này không cần phải ở cùng cha mẹ của mình đâu.
Chỉ cần làm theo trái tim mình là được rồi. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cứ cười, muốn làm loạn thì làm loạn. Làm người mẹ như ta có thể chấp nhận tất cả những gì thuộc về con. Thật sao? Được. Nếu đã có duyên như vậy, nghị mẫu ở trên xin nhận một lời của Thái Nguyệt. Mẫu đứng lên đi. Nghĩa mẫu, nào nào, vì việc Trương Thẩm tìm lại được nữ nhi, vì cả Thái Nguyệt cô nương nữa, đã nhận được nghĩa mẫu mới, chúng ta càng ly nào. Nào. Nào, mọi người ăn nhiều một chút đi. Thái Nguyệt, ăn nhiều một chút đi con. Cảm ơn nghĩa mẫu. Trương Thẩm, Thẩm không được thiên vị như vậy đâu. Mặc dù quái là con gái của Thẩm, nhưng Thẩm cũng không thể nào gấp đồ ăn nhiều cho quái như vậy được. Cô cũng ăn nhiều một chút đi. Được. Nào, nghĩa mẫu. Đúng rồi. Trương Thẩm, tại sao trại này lại được gọi là trại tình nhân vậy? 18 năm trước, khi ta được gả đến nơi này, thì nó được gọi là trại tình nhân rồi. Ta nghe những tiền bối nói là tên của trại này là có hai truyền thuyết. Một là có một đôi tình nhân không được cha mẹ ủng hộ nên đã chạy trốn đến đây, lập nên trại này. Để kỷ niệm tình yêu vĩ đại của họ nên họ đã đặt tên là trại tình nhân, mong cho con cháu đời sau có người yêu và đều kết phu thê. Vì còn truyền thuyết thứ hai là sao ạ? Còn cái thứ hai thì kể rằng trại này là có một nam nhân lập ra. Người đó từng có một nữ nhân mà mình yêu thương, từ nhỏ đến ước là thanh mai trúc mã, chỉ đợi sau này lớn lên sẽ thành thân. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà nữ nhân đó lại mang bệnh nặng. Còn người nam nhân này đã lấy mùi mùi của nữ nhân này, nhưng không ngờ rằng trong đêm tân hôn, trong phòng lại bị cháy. Có người nói là nữ nhân này vì oán hận nên đã đốt lửa. Cũng có người nói rằng là nam nhân này tự đốt lửa. Dù sau này nam nhân này đã đến đây bởi vì người nam nhân cảm thấy hổ thẹn với nữ nhân đó, sau đó đặt tên trại là trại tình nhân. Âm tương tự nhau, tình nhân, nợ. Do đó đã đến đây để tế bái tình yêu không viên mãn đó. Làm việc không thành, người đúng là một phế vật. Lần này còn có lời nào để nói không? Công công, lần này nếu không có hầu như cũng bắt hiểu sinh ở trong làm loạn. Tên Thượng Quan Hoại này đã sớm lọt vào tay chúng ta rồi. Công công yên tâm, ta đã phái người điều tra tung tích của Thượng Quan Hoại rồi. Giữ một công công cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể bắt sống Thượng Quan Hoại. Thôi kệ đi, kệ đi. Lần này cũng coi như mang về một manh mối, so với trước đây rất tốt hơn rồi. Hậu nhân của Bách Hiểu Sinh. Trương Thẩm, sắp đến lễ thất tịch rồi, mọi người hãy ra ngoài hái hoa đi, nhân tiện mua một chút đồ trang điểm cho mình, chuẩn bị cho lễ thất tịch này. Cầu xin ông trời ban cho mọi người một mối duyên tốt đẹp. Thật sao? Thật sự có thể cầu được mối duyên sao? Những người thành tâm ông trời sẽ không bạc đãi đâu. Vậy ta lập tức đi hái đây, hay là chúng ta đi cùng nhau đi? Có khả năng chúng ta ở bên đó sẽ gặp được Thượng Quan Hoại đấy. Thái Nguyệt cô nương, cô muốn đi cùng không? Thôi kệ đi. Thái Nguyệt, cô ra ngoài đi dạo đi. Ở đây một mình như vậy không tốt cho lắm đâu. Vậy được, ra ngoài đi dạo cũng tốt.
Mau qua đây xem đi, y phục rất đẹp đây. Mau qua xem đi nào, y phục hảo hạng. Cô nương, xem y phục đi, hãy nhìn chất liệu này đi. Quả chú xí, Quynh xem, y phục này có hợp với ta không? Đẹp lắm. Thượng Quan ca ca, Quynh xem cái vòng này có đẹp không? Cũng đẹp lắm. Thượng Quan ca ca, gọi thân mặt quái nhỉ. Hoa chú xí, Quynh nói đi, giữa ta và Thủy Du Hương ai đẹp hơn? Nói đi. Hai người đều đẹp. Hai người như nhau thôi, đẹp hết. Hai người rất đẹp đấy. Ta đang nói chuyện đó với Quynh mà. Ta biết rồi. Quynh làm sao vậy? Đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Ta vốn cho rằng Nguyệt Thần là một sát thủ lạnh quyết vô tình. Không ngờ cũng có lúc biết quan tâm đấy. Quynh nghĩ nhiều rồi. Từ trước đến nay ta là một người lạnh lùng vô tình. Đúng rồi. Ta nghe Thủy cô nương nói gần đây vết thương trên người cô hình như đã nghiêm trọng hơn. Nhưng cô ấy cũng nói là nội lực của cô đã tiến bộ không ít. Có lẽ là vậy. Thực ra lần này ta đi theo cô cũng là vì muốn nói cho cô biết cổ tình nhân trên người Thượng Quan Hoại hình như đã phát tác rồi đấy. Chỉ e là do Quynh nghĩ quá nhiều thôi. Trên thế gian này, thứ có thể dễ gạt người nhất chính là trái tim cô. Nhưng ta và Thượng Quan Hoại, dù xảy ra chuyện gì thì sẽ không có bất kỳ kết quả gì đâu. Ta cảm thấy rất kỳ lạ. Những đám người phàm tục tử kia cũng kể cô là Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Cung. Tại sao cô lại để ý những ràng buộc của thế gian chứ? Đâu chỉ là Nguyệt Thần của Nguyệt Thần Cung chứ. Cho dù là Minh Chủ Vô Lâm, không phải vì chuyện gì cũng đều có thể làm thiếu mình đâu. Ta biết Quynh là một người thông minh, chuyện gì cũng nhìn thấy rõ. Nhưng chuyện của ta và Thượng Quan Hoại, xin Quynh cứ giả vờ như mình hồ đồ đi. Ta sẽ cố gắng. Mau đến đây xem đi cô nương. Được, đây đều là những quà tươi đấy. Thế à? Thơm lắm, cô gửi đi. Thật sự rất đẹp. Ta cảm thấy màu sắc phía trên càng đẹp hơn đấy. Cái này, đi chính à? Sao thấy Nguyệt và Long Vật lại không thấy vậy nhỉ? Hình như bọn họ rời đi trước. Vì để hãy đi cùng bọn họ nhé. Ta đi tìm Long Vật đây. Được, hỏi xíu xí. Ta cũng muốn đi nữa, cô đi đâu vậy? Long Vật. Sao vậy? Đừng hái nữa. Vì hôm nay chúng ta không phải ra ngoài hái hoa sao? Ta cảm thấy những bông hoa này đang sống ở đây rất tốt. Chúng ta đừng hái nó nữa, cũng đừng thay đổi gì nó. Có lẽ bọn chúng sẽ được sống tự do một mình. Hoa là vậy, người cũng như vậy thôi. Có những lúc có rồi, có lẽ lại là không phải là kết quả tốt. Không phải sao? Cái lý giải của cô đúng là lần đầu tiên tôi được nghe thấy đấy. Nhưng cô yên tâm đi, chuyện của cô ta nhất định không báo cho Thượng Quan Hoại đâu. Sẽ không nói cho cô này biết cô vì cố tình nhân mà bị nội thương. Yên tâm đi. Đẹp quá. Cô xem cái này đẹp quá. Nhưng xem ra chỗ hoa này chúng ta sẽ không bảo vệ được đâu. Cô xem thế nào đây? Rất đẹp đấy. Thấy người qua. Cô xem bông hoa này đẹp không?
Tặng cô đấy. Công chúa, mời công chúa ngồi. Mời công chúa dùng trà. Hôm nay ta đã sai người hầu để họ chuẩn bị một chút đồ ăn và rượu, hy vọng sẽ hợp với khẩu vị của công chúa. Nói đi, có chuyện gì cần ta giúp sao? Công chúa, thật ra chuyện này ta luôn không ngừng suy nghĩ. Giữa phu thê chúng ta, tại sao lại đi đến bước ngày hôm nay chứ? Thật ra ta nên chịu trách nhiệm. Nói thật thì giữa hai chúng ta không còn sánh bằng một đôi phu thê bình thường nữa. Phò mã nó đặt lời rồi. Tại sao ta lại không muốn giống như phu thê bình thường chứ? Ta không cầu mong vinh hoa phú quý, chỉ cầu mong là có thể sống như ngày bình thường với gia đình thôi. Từ sau khi thiện nhi xuất hiện, giữa hai chúng ta chưa từng bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau như hôm nay. Thì ra đây chỉ là một hồng môn yến. Công chúa, xin dừng bước. Công chúa có thể nghe ta nói hết không vậy? Thật ra tình hình hiện tại của chúng ta là điều ta không muốn nhìn thấy đâu. Ta cũng biết rằng chỉ một lúc công chúa sẽ không thể chấp nhận sự tồn tại của thiện nhi. Hiện tại cũng không thể nào miễn cưỡng công chúa chấp nhận nó. Nhưng ta hy vọng giữa hai chúng ta có thể cho đối phương một chút thời gian. Công chúa hãy thử chấp nhận nó đi. Còn ta cũng muốn làm thế nào để giải thích với nó mối quan hệ giữa chúng ta và nó. Dù sao đến hiện tại thiện nhi cũng vẫn không muốn chấp nhận người cha này là ta. Tương lai của nó đến cuối cùng, cho dù là nàng hay là thiện nhi, hai người nếu không thể chấp nhận đối phương, vậy thì ta cũng đành chịu thôi. Chàng cần bao nhiêu thời gian đây? Liệu chúng ta có thể cho nhau một năm không? Được, lấy thời hạn một năm. Đa tạ công chúa. Vậy chúng ta hãy vui vẻ ngồi xuống ăn bữa cơm đi. Mời. Hãy bảo bọn họ mang thức ăn lên đây. Vâng. Tên phế vật Hàn Tuấn này đến một tên tiểu tử hơn 20 tuổi cũng không giết được, lại còn bị hắn ta trêu đùa nữa. Thật phí công ta còn cho hắn bao nhiêu cơ hội như vậy. Công công bất giận, tiểu nhân cho rằng tên Hàn Tuấn này không được thì có thể thay bằng người khác không? Xem ra lần này ta phải nhất định phái thêm một đám người khác rồi. Trương Thẩm, Trương Thẩm, bọn ta về rồi. Chắc mọi người đi chơi mệt rồi, bọn về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Để đến lễ thức tịch buổi tối rồi đi. Thái Nguyệt, con chờ một chút. Mua về trước đây. Nghi Mẫu, con cứ định như vậy tham gia lễ hội buổi tối sao? Như thế này thì không thỏa đáng chút nào sao? Nhà đầu ngốc của ta à. Nào, con đến đây. Mẹ sẽ chải tóc cho con, một kiểu tóc đẹp nhất trong trại chúng ta. Sau đó lại thay y phục khác, để con trở thành một cô nương xinh đẹp nhất đêm nay. Nghi Mẫu, thật ra không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Những năm qua con luôn trang điểm như vậy và ăn mặc thế này. Từ hôm nay con đã khác rồi. Nào, đi theo ta. Thái Nguyệt, trông xinh không? Tết mấy lần tóc nhỏ này so với trước đây đúng là khác trước nhiều đấy. Trước đây khi nữ nhi vẫn còn, ta cũng thường chạy tóc cho nó trong giường.
18. Lễ thức tịch sẽ bắt đầu rồi. Các người đi đi. Hình như nội thương của ta phát tác rồi. Nội thương phát tác sao? Cô thế nào rồi? Nào sẽ giúp cô trị thương nhé. Không cần đâu. Đừng cứ đầu nữa. Nào. Lễ thức tịch một năm một lần đã tới rồi. Các cô nương xinh đẹp tối nay, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Các cô hãy thật thành tâm cầu nguyện lên chức nữ, để nhất định không được lỡ duyên phận của mình. Cuộc thi Hoa Khôi năm nay không chỉ là về vẻ bề ngoài, mà còn là đấu về tài nghệ. Tất cả những cô nương tham gia cuộc thi đều phải dùng những sợi chỉ bảy màu để thể hiện thành đồ vật tinh xảo trong thời gian quy định. Người xem phía dưới sẽ được bình chọn, bỏ phiếu cuối cùng. Ta sẽ chọn ra trong ba người, vì cô nương nào vừa xinh đẹp lại biết đang bệnh giỏi nhất, người đó sẽ vinh dự trở thành Hoa Khôi của năm nay. Mọi người nghe rõ chưa? Vậy thì bây giờ mời các cô nương tham gia cuộc thi lên sân khấu. Hoa Khôi năm nay chắc chắn sẽ là ta. Cố lên. Vô Thương, còn đứng đó làm gì? Cô cứ lên đi. Mau lên. Trận đấu bắt đầu. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Ta căn bản không biết làm. Nếu Phương Khả Khả biết làm thì heo cũng biết trèo cây rồi. Khả Khả, đừng bỏ cuộc. Làm đi. Ta tin là mụ có thể làm được. Cố lên. Đúng vậy. Để nếu cô làm được thì cô nhất định sẽ làm được. Cố lên nha. Cố lên đi. Quý cô nương, cơ thể cô đã đỡ chút nào chưa? Cảm ơn huynh. Ta đỡ nhiều rồi. Huynh không cần đợi ở đây nữa đâu. Đi tìm bọn họ đi. Nhưng nội thương của cô, nội thương này ta đã quen từ lâu rồi. Từ nhỏ tu luyện lại nội công này, chỉ mỗi một lần phát tác là ta tự nói với bản thân mình: được, khỏi rồi, vũ công của ta sẽ tiến thêm một bước nữa là có thể chịu được thôi. Chỉ e không phải đơn giản là tu luyện nội công không thôi, còn sợ rằng có cổ tình nhân nữa. Ta thật sự đã đỡ nhiều rồi. Cảm ơn huynh. Vậy được, cùng hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta đi trước đây. Đợi môi giới. Con đi đâu? Sư phụ cũng muốn ra ngoài chơi với bọn họ. Con nhớ lấy, trước khi con còn chưa được báo thù cho phụ mẫu của mình thì căn bản không được chơi gì hết. Con về luyện công đi. Vâng, thưa sư phụ. Được rồi, dựa vào kết quả bỏ phiếu của mọi người, bây giờ ta tuyên bố danh hiệu Hoa Khôi năm nay thuộc về Thủy cô nương. Mọi người hãy cùng chúc mừng cô ấy. Giỏi lắm. Cảm ơn mọi người. Ai cần danh hiệu Hoa Khôi này chứ? Ta mới là không cần.
Phương Khả Khả, chỗ này cho cô đây. Sao cô lại đối tốt với ta chứ? Ta không cần đâu. Cô hiểu lầm rồi. Ta muốn tặng danh hiệu hoa khôi này cho cô, không có gì khác đâu. Thu lại những lời giả dối của cô đi. Ta không cần, nghe chưa? Cô thực sự không cần sao? Danh hiệu hoa khôi có thể bày tỏ với nam nhân mà mình thích, người khác không thể nào cướp được đâu. Vậy được, ta không miễn cưỡng làm khó cô đâu. Nhưng cô đừng cho rằng ta thực sự cảm kích cô. Hoài xấu xí cho huynh. Đồ này chỉ có nữ nhân chơi thôi, ta không cần đâu. Này, để khá nữ tính đấy. Thằng để đi, nhận đi. Quả chút xí ta nói cho huynh biết, nếu hôm nay huynh công nhận thì không xong với ta đâu. Đủ rồi, hôm nay ai thắng vậy? Đúng lúc mới cần nói chuyện tìm đệ đấy. Chuyện gì vậy? Quả chút xí, tránh ra đi, tránh ra đi. Nếu không tránh ta đánh huynh đấy. Con có thể không cần đưa cho cô ấy món đồ mình tự làm. Con tưởng rằng cô ấy thích, muốn đem tặng cho Lý Chính. Đi đi, đi mau. Quỳnh kéo ta làm gì? Cả cả muốn giết người. Đi thôi. Quỳnh bỏ ta ra. Hoài xấu xí. Hoài xấu xí. Quỳnh mau ra đây. Hoài xấu xí. Khả khả. Hoài xấu xí. Từ từ nào khả khả. Món đồ hỏng gì chứ? Ta không cần nữa. Khả khả. Quỳnh bỏ ta ra. Quỳnh kéo ta chạy làm gì? Ta không cần thiết phải trốn đâu. Nếu như không chạy, ta sợ Khả Khả sẽ gây phiền phức cho cô. Gây phiền phức cho ta sao? Nếu phiền phức thì cũng là do Quỳnh đem tới thôi. Sau đây đừng làm phiền ta nữa. Sao vậy? Rơi đâu rồi? Cô làm rơi đồ à? Là cái này sao? Mày quá chịu mất. Đợi đã. Đây là cô tự làm sao? Đúng hay đấy. Trả lại cho ta đi. Trả cho ta đi. Cô tặng cho ta đi. Tặng ta cái này được không? Trả lại cho ta. Làm gì vậy? Trả cho ta đi. Nếu như Quỳnh thích món đồ chơi này thì hãy giữ lấy đi. Chỉ là sau này đừng đến làm phiền ta nữa. Này, Thái Nguyệt. Quỳ lại. Sao lại trốn ở đây? Đừng có hiểu lầm. Ta chính là người dân ở trại tình nhân này. Bình thường ta là người thích nuôi hồ điệp. Bởi vậy, người làng gọi ta là hồ điệp đại sư. Ngoài ra còn có một người gọi là hồ điệp đại sư. Chỉ là người này tính tình quái gở, hay đa nghi, lại còn xuất quỷ nhập thần. Ta chưa chắc nghĩ có thể tìm ra hắn. Ngoài sở thích nuôi hồ điệp ra, ta còn đặc biệt sẵn sàng đánh cược với người khác. Cược tới cùng, cả thôn không còn ai dám chơi với ta cả. Cho nên hại ta thực lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì nói trong thôn có hai vị khách mới đến, ta mới lén lén đi theo hai vị. Thực ra chỉ muốn đánh cược với các người. Hồ điệp đại sư, ta tìm ông lâu lắm rồi. Ông có biết không vậy? Cô gái ông thật kỳ lạ. Ta vẫn luôn tìm ông thì ông lại không xuất hiện. Những lúc tôi không tìm ông thì ông lại lén lén đi theo bọn ta. Chẳng phải ta ở đây rồi sao? Ông vừa nói cược gì đây? Bây giờ muốn cược gì đây? Đúng rồi, cược. Ta cược hai người các ngươi là một đôi tình nhân, có đúng không? Nếu như đúng thì các ngươi hãy theo ta lên núi.
đi hái thảo dược về nuôi hồ điệp. Nếu như không đúng thì ta sẽ đưa các ngươi đi đến căn phòng hồ điệp của ta. Thế nào? Bọn ta căn bản không phải là tình nhân đâu. Không phải tình nhân sao? Chúng ta có thể như vậy được chứ? Gạt người, các người gạt người rồi. Ban nãy rõ ràng ta nhìn thấy hai người còn ôm nhau mà. Ban nãy là ngoại lệ thôi. Cho nên ông thua rồi. Được thôi, coi như là các người thắng. Ngày mai ta đưa các người đi tới căn phòng hội điệp của ta. Ta nói cho các người biết, không phải người nào ta cũng dẫn tới đó đâu. Hôm nay coi như các người gặp may. Ngày mai dẫn hai người đi, bằng hữu cũng có thể đi. Được. Sao có thể như vậy được chứ? Không phải tình nhân sao? Ta lại thua cực rồi. Thật là quá đau. Hồ điệp đại sư trông như vậy sao? Vậy bây giờ nó tìm ra ông ta rồi. Tiếp theo quân định làm thế nào? Chúng ta lấy được tấm bản đồ đó. Chỉ có một địa hình, cũng không biết là ở chỗ nào. Nhưng hiện giờ hồ điệp đại sư không dễ gì mà xuất hiện. Vậy chúng ta chờ xem tình hình ngày mai rồi tính tiếp. Được chứ? Đại sư, tới rồi sao? Đây đều là bằng hữu của ta. Vì đây là hồ điệp đại sư. Đại sư, không dám không dám. Đại sư à, sao căn phòng của ông lại không có hồ điệp vậy? Mọi người trước tiên hãy nhắm mắt vào đi đã. Ta cho các ngươi mở mắt thì mới được mở. Vì sao vậy? Nhắm mắt đi. Đừng nhìn trộm đấy. Mọi người bây giờ hãy đặt tay lên vai của nhau đi nào. Đi theo ta. Cẩn thận đấy. Mọi người hãy bước từng bước cạnh nhau, đừng nôn nóng. Cẩn thận dưới chân. Cẩn thận dưới chân của bậc thang. Có bậc thang đấy. Tới nơi chưa? Sắp rồi, sắp rồi. Được rồi. Mọi người hãy cùng nhau mở mắt đi. Đẹp quá. Thật giống tiên cảnh vậy. Đại sư, nơi này nhiều hồ điệp như vậy, không biết là từ đâu mà đến. Trông đẹp quá. Không biết sao, đánh cược chứ. Cược gì đây? Dù ngươi là người luyện võ, nhưng ta lại muốn cược với ngươi. Đi giật tay. Thế nào? Không được sử dụng nội lực. Như vậy sao? Như vậy. Được thôi, được thôi. Nếu như ngươi thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết cách nuôi hồ điệp. Còn có thể giúp ngươi làm một việc. Được. Còn nếu như ngươi thua, thì lên núi giúp ta hái thảo dược. Không vấn đề gì đâu, phải giữ lời đấy. 1, 2, 3, bắt đầu. Đại ca, cố lên. Dùng lực đi. Dùng lực. Dùng lực đi. Ép bọn ta xuống. Cố lên đi. Dùng lực đi. Mau dùng lực đi. Cố lên Hoài Xuân Xí. Cố lên. Ngươi có được không vậy? Em con tao xuống đi. Cố lên. Dùng sức đi. Cố lên dùng sức đi. Nhìn đằng kia kìa. Sức của ông sao lại lớn như vậy chứ? Đúng vậy. Bình thường của anh ấy đều quen dùng Long Phượng Hoàng. Còn có phi đao nữa. Sức lực của anh ấy không hề nhỏ như vậy đâu. Ta nói cho các người biết. Các người nhìn xem cánh cửa đằng kia. Nặng đến ngàn cân. Mỗi lần ta mở cánh cửa đó, thực ra ta đang luyện sức ở cổ tay rồi. Ta không phải dùng bản phi tượng gì đâu, chỉ là thông minh hơn các ngươi một chút thôi. Thôi được rồi, lần cược này ta thua. Ông nói đi, ông muốn một ta giúp ông đi hái thảo dược gì đây? Tốt, nếu nhận thua là tốt. Ta thích cách của ngươi. Ta coi ngươi như là bằng hữu tốt rồi. Như vậy đi, để ngươi giúp ta hái xong thảo dược. Ta đồng ý với ngươi, giúp ngươi một việc. Ta cũng thích tính cách của ông rồi. Ngươi bằng hữu như ông, ta cũng sẵn sàng kết giao. Được. Thế Nguyệt, cô đến giúp ta hái thuốc dược à? Cô đừng hoang tưởng như vậy. Ta đến đây chỉ muốn hỏi Quỳnh.
Nếu như đã tìm thấy hồ sơ đại hiệp rồi, quân dự định hỏi máy thế nào đây? Hỏi máy thế nào sao? Trực tiếp đưa bản đồ cho máy, trực tiếp đưa cho ông ta xem. Như vậy không hay cho lắm đâu. Ngồi nhỡ như ta tin lời Bách Bảo, hồ điệp đại sư này hành tung kỳ lạ, bề ngoài nhìn có vẻ tính tình phóng khoáng, hành sự bừa bãi tùy ý, nhưng ta lại nghĩ rằng ông ta tiếp cận chúng ta hình như là có mục đích gì đó. Có mục đích sao? Ta sẽ chú ý. Đừng có ném mà. Cô nhặt nhiều như vậy thật lãng phí quá. Làm gì vậy? Không sao chứ? Chẳng phải cô vẫn tức giận vì chuyện tối hôm qua sao? Không phải chứ. Cô nghĩ mà xem, từ nhỏ chúng ta đã ở cùng nhau, cô gây rắc rối. Ta coi cô như là một mùa đồ của mình. Cô có biết không, ngoài mẫu thân ta ra, cô là người thân nhất của ta trên thế gian này đấy. Cô là bằng hữu tốt của ta, chính là người bằng hữu cho dù có phát sinh bất kỳ chuyện gì cũng không thể để mất được. Thực ra lần này cô không màng đến sự phản đối của cha mẹ mình, cùng ta ra ngoài lăn lộn giang hồ, ta thật lòng rất là vui. Hiện giờ ta chỉ nghĩ tới chuyện báo thù cho mẫu thân ta, cho nên có rất nhiều chuyện không thể ý mình được đâu. Vậy sao? Vậy Quynh và Tiết Thất Nguyệt cô nương là quan hệ gì đây? Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Cô có biết không, quả đã từng thầy phải giết sạch những người nhà Lý gia. Mặc dù trước đây ta luôn không thừa nhận, nhưng quấy cho rằng ta và Lý gia là cùng một ruột. Không biết chừng ngày nào đó ta sẽ bị quấy giết chết. Ta không có nói gì hết đâu nhé. Quỳnh nói với ta nhiều như vậy là quý gì đây? Cùng lắm thì ta đã thù cho Quỳnh. Ta chỉ mong chúng ta giống như trước kia, thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, có gây quả thì cứ gây quả, giống như trước kia, không có thay đổi gì hết. Được, không có gì thay đổi hết. Không thay đổi, không thay đổi, không thay đổi, không thay đổi. Kha Khả, ta cũng hái được nhiều lắm đi. Để thú gì thật, những người ngoài kia còn chưa biết chết đâu rồi. Rồi thâu dược này chắc đủ để hồ điệp đại sư dùng rồi. Cứu giới! Có ai không? Cứu giới! Có ai không? Cứu giới! Cô đừng sợ, ta đi cứu cô đây. Nhưng cô đừng di chuyển lung tung đấy. Cô nương! Cô nương! Cô nương à! Thưa bẩm đại nhân, tiểu nhân vừa nhận được tin báo là Cao Công Công đã phái Tử Đằng qua đi đối phó với Lý Quại rồi. Thế thật sao? Chính xác à? Tiểu nhân mới nhận được tin tức liền tới đây. Đại nhân, nghe thấy chuyện này thế nào? Xem ra Cao Công Công quả thật muốn tìm người thay thế ta. Nếu chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch thì hẳn sẽ bị Tử Đằng qua cản trở, không giữ được mạng lâu dài đâu. Dân đại nhân nói chí phải. Tiểu nhân nghe nói Tử Đằng Qua bẩm sinh cơ thể bất độc không ngấm, có danh xưng độc dương. Để chúng ta đấu chính diện với ả, chỉ ít có cơ hội thắng. Ta tự có cách. Muốn đối phó với độc dương thì phải lấy độc trị độc. Võ dung độc nhất ở gần đây chỉ có Côn Châu Ngũ Yêu. Người mau chóng đi dò tin tức. Các ngươi đến tình nhân trại nghe ngóng tin tức của Lý Hoài đi. Ta đích thân đi gặp Côn Châu Ngũ Yêu. Dừng. Xem đi đủ chưa? Sao nhiều thế? Đủ rồi. Thế là chúng ta xong nào rồi nhé? Đúng rồi.
Ta phải giúp ngươi làm việc gì đây? Đơn giản thôi. Này, sẽ giúp ta bức vẽ này đi. Là ở đâu vậy? Bức quà này ngươi lấy từ đâu ra vậy? Đừng nói chuyện đó. Đây là ở đâu vậy? Đầu óc ta trong chút lát không nhớ ra được. Đợi ta nhớ ra sẽ nói cho ngươi nhé. Đại sư, Thượng Quan ca ca, có thấy Long ca ca đâu không? Cô ấy ở cùng các cô mà. Không có. Cô ấy nói định đi dạo xung quanh, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy gì. Đừng gấp, chúng ta về nhà Trương Thẩm xem xem. Được. Đại sư, nghĩ ra thì nói với ta ngay nhé. Được rồi, ta biết rồi. Được, tạm biệt. Đi nào. Cô nương, cô tỉnh rồi. Cô thấy sao rồi? Đây là đâu? Cô đã cứu ta sao? Đừng đứng dậy, ngồi một chút đi. Cảm tạ công tử ra tay cứu giúp. Tiểu Ngải sẽ không có quên ơn đâu. Ân tình hôm nay đợi sau này tìm được cha mẹ, ta nhất định sẽ báo đáp. Hóa ra cô tên là Tiểu Ngải. Tôi là Long Dật. Đúng rồi. Sao cô lại đơn độc xuất hiện trong rừng này vậy? Vốn không phải là chỉ của mình ta. Ta đi cùng cha mẹ qua vùng đất này, nhưng không ngờ rằng ta bị lạc đường trong rừng này, còn bị lạc mất cha mẹ của mình nữa. Nhưng sau đó không ngờ lại bị đám rắn độc đó bao vây. Cô yên tâm đi, bây giờ cô an toàn rồi. Với lại có thể cha mẹ cô cũng chưa đi xa đâu. Bây giờ ta giúp cô đi tìm họ. Cô ngồi đây nghỉ ngơi đi. Để ta, biết chưa? Long ca ca, cô phải đi cẩn thận đấy nhé. Khả khả, cô kéo ta ra đây làm gì? Lúc nãy ta thấy Tiếu Thế Nguyệt chạy đi. Ta muốn xem rốt cuộc ả muốn làm gì. Ta phải điều tra ả. Mụ cái gì đây? Chẳng lẽ mụ nghi ngờ Thái Nguyệt cô nương hãm hại ca ca sao? Đúng vậy. Ta muốn xem rốt cuộc ả có mua đồ gì. Nếu không tên hoại xấu xí đó sao có thể bị ả mê hoặc như vậy chứ? Quả ra mụ muốn điều tra tình địch. Này, sao cô nắm lời thế? Đi cùng ta là được rồi, mau lên. Là thật, rõ ràng ta nhìn thấy ả đây mà. Sao bây giờ lại không thấy nữa rồi? Khả khả, đừng có tìm nữa, im đi. Rõ ràng ta nhìn thấy ả mà. Rốt cuộc đi đâu rồi chứ? Quân có nhìn thấy không? Đừng tìm nữa, bỏ về thôi. Ta không muốn. Khả khả, đừng có tìm nữa. Một cứ tìm không có hướng thế này, làm sao mà tìm được đây? Chúng ta về trước đi. Lần này xem ra ả may mắn. Lần sau nếu mà gặp được ả thì không đơn giản như vậy đâu. Muốn theo dõi sư tỷ đúng là không biết lượng sức. Sư tỷ có cần bội thay tỷ đời trừ Phương Khả Khả này không? Không cần đâu. Phương Khả Khả chẳng qua chỉ là một đại tiểu thư không biết chuyện đời thôi. Chúng ta không cần giải thêm chuyện đâu. Sư phụ thế nào rồi? Tất cả đều rất tốt à? Chỉ là người liên tục bảo mội đấu thuốc tỷ. Giúp ta chuyển lệnh đến sư phụ. Vì bảo tàng bản đồ ta sẽ cố hết sức mình. Sư phụ cứ yên tâm đi. Dân, nếu không có việc gì thì mụ về trước đi. Dân, sư tỷ bảo trọng. Long ca ca, có tin tức gì không? Xin lỗi, tôi vẫn chưa tìm được. Nhưng cô yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu. Tiểu Ngải, Tiểu Ngải cô nương, Tiểu Ngải, cố gắng lên đi. Đã về rồi sao? Trương Đại Thẩm, thần muốn gặp Long Dật không? Sau khi ra ngoài cùng các người thì không thấy gì. Vẫn chưa về sao? Chắc không có chuyện gì chứ. Tới đây, ta tới đây rồi. Bỏ giúp ta một tay đi, Long ca ca. Long Dật, từ từ thôi. Long Dật, vị này là? Ta bất ngờ gặp cô ấy ở trên núi đấy.
Chắc là sợ quá nên là cô ấy mới ngất đi. Trương Đại Thẩm, quả ra một người đều ở đây. Đại sứ, ta còn đang tìm cái người đấy. Có chuyện gì sao? Đại sư quen cô ấy sao? Không quen, không quen. Đột nhiên tôi nhớ ra có một chuyện cực kỳ quan trọng. Tôi đi đây. Đại sư này kỳ lạ thật đấy. Ta đi rót nước đây. Long Vật, rốt cuộc cô nương này là ai đây? Thực ra ta không biết nữa. Lúc phát hiện ra cô ấy thì cô ấy đang bị một đám rắn độc bao vây. Sau đó thì ta ra tay giúp đỡ cô ấy. Cô tính rồi sao? Long ca ca, nước đây. Tiểu Ngải đừng lo, uống nước đi đã. Đã một chút nào chưa? Không cần lo lắng. Ngày mai ta sẽ đưa cô về thành trấn để tìm thử xem sao. Có thể cha mẹ cô đang ở đó. Cho nên bây giờ cô nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì hết biết không? Tiểu Ngải cảm ơn các vị ca ca và tỷ tỷ đã cứu mạng. Ngải đầy thuốc, Ngải đầy thuốc, Ngải đầy nương, Ngải đầy nương. Đi qua bên đó xem sao. Ngải đầy thuốc, Ngải đầy nương, Ngải đầy thuốc, Ngải đầy thuốc. Bên đó. Ngải đầy thuốc, Ngải đầy nương, Ngải đầy thuốc. Long ca ca, quỳnh nói xem ở nơi đường sâu này liệu có phải họ đã gặp chuyện gì không? Không thể nào đâu. Họ hiện gặp lành mà, chưa biết chừng sẽ gặp người khác cứu rồi đấy. Nhưng chúng ta cứ mò thế này cũng không phải là cách đâu. Hay là chúng ta đến chỗ tìm thấy Tiêu Ngải lúc đầu tìm xem. Được, tôi đưa mọi người đi. Hôm đó tôi tìm thấy Tiêu Ngải ở đây. Mọi người phải cẩn thận đấy, gần đây có một ổ rắn. Ổ rắn sao? Nhưng sao ở đây lại có ổ rắn chứ? Lạ thật. Hôm đó rõ ràng ta nhìn thấy mà. Long ca ca, Quỳnh chắc chắn hôm đó Quỳnh trông thấy Tiểu Ngải bị đàn rắn tấn công chứ? Ta không nhận chắc chắn mà nhìn thấy rắn, mà còn rất nhiều rắn nữa. Rất nhiều rắn đấy. Dù thế nào mọi người hãy chia nhau tìm đi. Được rồi. Ngải đầy thuốc, Ngải đầy nương, Ngải đầy thuốc, Ngải đầy thuốc, Ngải đầy nương. Đến đây làm gì? Ta đến đây báo tin. Báo tin gì đây? Kỳ giết lão đại của các ngươi từ quân hoài vẫn chưa chết đâu. Ngươi nói thật không? Hoàn toàn chính xác. Tiêu Ngải, Long ca ca, Quỳnh muốn nói gì với muội sao? Tiêu Ngải, muội có biết tại sao trên trời lại có nhiều ngôi sao như vậy không? Muội xem, thực ra những ngôi sao đó đều là con người chết đi mà biến thành đấy. Cha mẹ của Long ca ca bây giờ đã trở thành một ngôi sao rồi. Họ được lên trời hưởng phúc rồi đấy. Cho nên mỗi khi ta nhớ đến họ, ta sẽ ngẩng đầu ngắm sao. Rất có thể cha mẹ Tiểu Ngải giờ cũng đã biến thành sao. Ở trên trời dịu dàng theo dõi muội. Tiểu Ngải, rất có thể cha mẹ muội đã gặp phải chuyện bất trắc gì đó. Ta biết giờ trong lòng muội ác hẳn rất đau buồn. Nếu thực sự cảm thấy đau buồn quá thì muội khóc đi. Khóc ra rồi thì sẽ thoải mái hơn một chút đấy. Long ca ca, cha mẹ muội rời xa muội rồi, Quỳnh cũng sẽ rời bỏ muội sao? Tất nhiên là không rồi. Nếu chúng ta đều trở thành cô nhi không có cha mẹ,
ta nhất định bảo vệ mùa thật tốt. Cảm ơn Long ca ca, kẹo hồ lô này ngọt thật đấy. Trên đời này, ngoài cha mẹ ta, chỉ có Long ca ca đã đối tốt với ta thôi. Từ giờ về sau, Long ca ca đi đâu, Tiểu Ngải sẽ đi đó. Đại sư, đang làm gì vậy? Uống rượu một mình sao? Sao lại đáng thương như vậy chứ? Hết thôi, uống thử uống đi. Chỉ để con này của ông thôi đấy. Đại sư, ông quen với cô nương hôm qua sao? Đừng nói không với ta. Phản ứng của ông hôm qua ta nhìn thấy hết rồi. Này, sao vừa nhìn thấy cô ấy ông vừa nhận bố chạy rồi? Hay là cô nương đó có vấn đề gì sao? Chỉ là một cô nương bình thường, có thể có vấn đề gì chứ? Các người ấy để thức tỉnh đã qua rồi thì mau chóng rời khỏi đây đi. Vì vậy chứ, sao lại đủ dội chúng ta như vậy? Người ta vừa mới đến mà. Ông thật là. Ông nói xem, nếu chúng ta đi rồi thì ai uống rượu với ông đây chứ? Có phải không? Này, đừng uống nhanh như vậy, chịu cho ta một chút đi thật là. Uống hết rượu rồi tối ta mù mịt như thế này, đi đâu mà mua đấy? Tên tiêu tử nhà người nó lắm thật đấy. Ở nhà chắc là cha mẹ mà với người lắm phải không? Mẹ thấy à, từ nhỏ ta với mẹ ta sống nương tựa với nhau. Mẹ ta ít nói lắm, cho nên là ta buộc phải nói nhiều hơn để thu hút sự chú ý của bà ấy chứ. Còn cha ta ấy à? Ta không có cha. Tiểu tử, bức gì đó của người rốt cuộc từ đâu mà có vậy? Nó đúng ra thì thứ đó coi như là của mẹ ta để lại cho ta. Mẹ gửi lại. Mẹ ta là Thượng Quan Tiên. Ngươi là con trai của Thượng Quan Tiên sao? Lâu làm gì chứ? Ta phải xem thử. Lâm Phong Hoàn, tin rồi chứ? Ngươi đúng là con trai của Thượng Quan Tiên. Hai mươi năm trước, lúc ta đang đói khổ cùng cực, đã được ngoài tổ phụ của ngươi là Thượng Quan Kim Hồng giúp đỡ, cứu ta từ quỷ môn quan vậy. Sau này vì muốn báo đáp ngoài tổ phụ của ngươi, ta đã đồng ý giúp ông ấy đưa một chuyến hàng đến vùng Bắc Cực lạnh lẽo. Sau khi đưa tới đó, ngoài ta ra, những người đi cùng đều mất tích. Còn ta thì quay về để một người đến tìm mình. Đến hôm nay ta đã thật sự đợi được các ngươi rồi, cũng coi như đã giải quyết được một chuyện lớn trong lòng. Tiểu tử, cho ngươi biết, bức bản đồ đó của ngươi là núi Xích Ma của Kim Thủy Thành. Núi Xích Ma. Được rồi, rượu cũng uống rồi. Ta cũng nói cho ngươi biết câu trả lời bất dễ. Ngươi mau dẫn bạn bè của ngươi rời khỏi đây đi. Thượng Quan Hoài ở đâu? Hắn ở trong thôn đó. Giờ ta sẽ đi bắt hắn. Không được, bên cạnh hắn có quá nhiều cầu thủ, nếu thực sự ra tay chưa chắc đã đánh được đâu. Cũng phải, đến lâu đại của chúng ta còn chết trong tay hắn. Ta có một cách. Cách gì đây? Ta muốn tất cả người trong thôn trúng độc.
Cái này thì có khó gì đâu chứ. Hành động đi. Lão đại, Độc Dương tới rồi. Hả? Độc Dương tới rồi sao? Cao Công Công lại phái Tử Đằng Quan đến thay ta. Vậy giờ làm sao đây? Thế này đi, chúng ta tạm thời ẩn nấp đã, để tránh đến đám đồng cỏ. Không hay rồi, không hay rồi. Ở trong thôn đột nhiên xuất hiện rất nhiều rắn. Ta cũng không biết đột nhiên xuất hiện ở bên đó. Sao có thể như vậy chứ? Đúng đấy, trước kia làm gì có rắn ở đây chứ? Đúng đấy, chính là các ngươi, chắc chắn là ngươi. Ngươi chính là sao chổi. Từ khi ngươi đến tình nhân trại của chúng ta, tình nhân trại xuất hiện bao nhiêu rắn hết. Đúng vậy, chính là ngươi. Đồ sao chổi, Lâm ca ca mùi sợ quá. Cũng đi cho ta, cả đi hãy bình tĩnh đi đã. Chuyện chưa đưa ra rõ ràng, sao có thể tùy tiện đổ lỗi cho người khác được chứ? Chính là ta là đồ sao chổi. Cút đi, cút đi, các người cút ra khỏi thôn đi, cút đi, cút đi. Đánh chết ai đi, đánh chết đi. Quân tìm ta ra đây, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta phát hiện tiểu ngài đã có vấn đề. Quân đã nghi quá rồi đấy. Thành thật mà nói thì một tiểu cô nương rối cả không chặt thì làm sao gây ra chuyện được chứ? Đây chính là vấn đề đấy. Quỳ nói với chúng ta là sống cùng cha mẹ trên núi, nhưng khi ta lên núi, chúng ta chỉ phát hiện dấu chết của mình cô ấy. Còn nữa, lòng báo thù của đám rắn đó để cũng thấy rồi đấy. Sao chúng cứ luôn vây quanh tiểu ngải mà không công kích cô ấy? Cuối cùng khi chúng ta giúp đỡ cô ấy tìm cha mẹ thì cô ấy cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của đệ đâu. Khi cô ấy biết cha mẹ của mình qua đời thì hoàn toàn không hề có cảm giác đau buồn. Điều chứng tỏ là cô ấy nói dối. Cô ấy vốn không có cha mẹ đâu.